Nhận định: dự đoán bóng đá Manchester United với Leeds United. 18 giờ ngày 17 tháng 7 ở giải giao hữu câu lạc bộ 2019, Man United rất cần kết quả ấn tượng ở trận cầu tới trước Leeds để bước vào kỳ ICC Cup 2019. Đối thủ của đoàn quân ông John Terry không quá mạnh, do đó cơ may để quỷ đỏ giành chiến thắng vẫn rất sáng. Cập nhật thông tin trước trận, đội hình ra sân. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về bóng đá. Man United được kỳ vọng rất nhiều ở mùa giải năm nay sau mùa bóng 2018-2019 thi đấu vô cùng bết bát. Quỷ đỏ có được một số sự bổ sung chất lượng, tiêu biểu như Daniel James hay Aaron Wan-Bissaka. Bên cạnh đó là tương lai của Pogba đã dần được đảm bảo. Bộ khung được bổ sung những cái tên chất lượng đã giúp quỷ đỏ chơi khá ổn. Đặc biệt ở trận cầu họ giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Spurs Glory vừa qua. Cả hàng công lẫn hàng thủ Man United đều cho thấy tương lai phát triển tốt. Lối chơi của Man United cũng có sự cải thiện cần thiết, giải truyền bóng đã chính xác hơn, những đường lên bóng cũng đa dạng hơn nhiều. Trận cầu tới, họ sẽ có bài test khá tốt mang tên Leeds United, đội bóng suýt nữa giành tấm vé lên hạng ở mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, nếu so về đẳng cấp, Leeds rõ ràng vẫn có sự thua kém hơn nhiều so với MU. Quỷ đỏ có trong đội hình những ngôi sao sáng giá, trong khi đó nhận sự của thầy trò ông Bielsa lại bị ảnh hưởng trầm trọng do nhiều cầu thủ muốn ra đi. Với sự thua thiệt này về chất lượng đội hình, Leeds rõ ràng sẽ gặp muôn vàn bất lợi trong công cuộc đấu trước MU. Sẽ không khó hiểu nếu thế trận hoàn toàn thuộc về đoàn quân ông John Terry, chiến thắng thuộc về Man United ở trận cầu tới là điều không có gì khó hiểu.